Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi vào thành Thái Dương nha các bạn. Sau lưng vào thành đây. Mình ở sau lưng. Đây là ngã năm Long Điền. Hai con lên trước đi. Bến mới nha, bến mới nha. Đây có quán cà phê nha. Rồi, chuẩn bị. Quá gió nha. Chà. Quá dữ à. Quá. Trớn nóng luôn, quá đã. Gặp lại là chịu không nổi đâu. Quá xịt. Cháo qua chưa tân rưỡi gì dăm hò nha. Nghiêng bên luôn rồi, à rồi. Đừng nó mà kéo xuống. Mười bốn hết chơi, thấy gì? Có mà, có quá, hơi gió. Đừng đừng máu đó, đừng máu. Vô đó là xa lắm rồi. Được rồi. Cái này vô đâu? Cái này đi, cái cổng này nè. Cái cổng này nè, quý. Cái này chắc yếu. Ok, ok. Ờ, đúng rồi. Luôn cái sắt luôn hả? Ờ, đúng cái sắt luôn. Chắc không? Thôi cột cái dưới kia cũng được. Ừ, ở đường này không có xe ngon á. Xuống không á? Quá đã. Đấy đó. Quá là cảnh đồng luôn. Quá khác. Anh điện không nông nghiệp. Này có quán cà phê nha. Phê chồi. Thằng lết bánh luôn. Thằng lết bánh luôn à.
mấy thằng không ạ. Mang con diều thì không nổi. Lết bánh luôn chứ sao. Tổ gì. Ngực. Đừng thôi, phải tắn lâu. Lôi đi luôn. Tắn không? Quá nặng. Quá mát luôn. Quấn phải quấn xéo qua xéo lại á. Quá lý thường. Đứng đây là thấy bệnh viện Bà Rịa nha. Đây, bệnh viện Bà Rịa nè. Rồi luôn ơi. Rồi luôn, không cầm lại. Cầm lại cứ không nói à. Gửi ta. Gió đánh nó. Cầm anh gửi gió hôm qua luôn. Ốp thiệt chứ. Gió ở người qua thiệt cái chơi không chơi. Bà ba để quấn vô cái chép ra. Nó nặng quá. Cái gì cái gì? Cái hồng cuốn dây á, mình không để cỡ vô chép. Anh lên ta cắt quấn luôn kia đó, vô đây đó. Chắc nó lên cho luôn ấy. Xe tải luôn.
xuống à, xuống à. Này nó có cái gác ngồi trên này là gió lồng lộng luôn nè, coi nè, nghe không? Gió thổi vô phát lạnh luôn. Gặp tới bay bay như đế á, dữ vậy ta, anh gặp tới bay như đế luôn á. Cánh lên dữ à. Đang này vô. Cởi vậy chơi cho nó ngon. Dây nào réo ghê hả? Ai nhăn hả? Nhăn hả? Dữ dữ. Quay. Ngồi xuống ghê hả? Bắt bỏ hả? Không thấy tên đâu. Chứ lên phát lộ kiểu cái tim chuyện sao vậy? Nhớ đồ ăn nhất rồi kìa. Thì chỉnh hết sao? Hả? Thả cao chút xíu không biết được chỉnh. Trả lấy luồng chó cho nó. Cái một dễ là ngon rồi. Vậy nặng đậu gì đâu, nặng đậu. Có chân nha. Lên góc đi, lên góc đi, bất ca. Có nặng động nhiều đâu, nặng gì đâu, mà. Nặng mà ngon á. Chết mẹ. Con. Mới trên này bất ngờ đi lụm mát luôn á mình à. Đầu xem ta chạy để mà. Thấy cái nhà kia không? Chắc bức. Mà chi nữa hả? Ừ. Bức nó không qua khỏi cái phần ruộng rồi đâu. Cặp bôi nó mình xa. Không vậy. Rồi, vô rồi. Nó gió nó cũng tạt tạt qua đây chứ bộ. Vô quy nó khớp lại muốn về giái hả? Tại nó khớp sườn, tại nó khớp sườn thôi. Tại nó khớp sườn chứ không phải chịu. Rồi sao ra cho anh? Trời quá lớn. Anh gắn cái giấy vô cái gì vậy? Được rồi đó. Dư giấy đó mà ông vừa đang giờ làm gì gì đó cho vừa giấy. Dài quá những chuyện thôi chứ nhiều anh nó còn dài để vừa yêu. Cậu vô quán ngầu quay luôn. Quang, từ. Coi, ông quay cái mặt của mình kìa. Để coi nhiều đồ đâu đó đàng hoàng. Lên như thế nào?
về giá chút xíu không sao. Rồi vậy là quá tốt. Thôi được rồi, nhào có niễn gì đâu, không hết luôn. Rồi đâu đang đưa ra đâu. Rồi tao tay vô cho lẹ. Để nó im nó đi, con đang quay đó mà. Đó, như cái máy luôn nè, ho ho nè. Như cái motor luôn. Chứ yếu à. Vậy mình hết là nấu. Rút. Lên, xiết à. Đó, rút con. Rút, rút, rút. Chạy. Chạy quay cho nó lớn kiếm nổi quá. Chưa biết à. Nó xả được là chưa biết à. Xả được á, vừa xả được. Xả được đó, chưa biết. Nếu mà vậy là nó quay đâu á. Bộ phụ nó ai đúng vô. Lâu. Là đây. Kiếm cái gì cột nó chứ. À đây 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 đây. Làm cho nó kéo mà nó đi. Không vậy nó. Nè. Một cho nó dính vô cái quai đó. Ừ, đó vậy đó. Cột hai ba gút cho nó. Quá đã. Cũng trưa rồi, 11 giờ còn nữa. Đâu hôm qua tao thả cứ sáng mà, tao mày thả cứ sáng qua rồi. Rồi xong chưa? Đi vô uống cà phê thôi. Rồi thôi, bây giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi uống cà phê. Chào các bạn.